Hôm nay chúng ta sẽ học về phương trình bậc 2 của hàm số bậc 2 và cách giải phương trình bậc 2. Có hai cách chính để giải phương trình bậc 2. Trước tiên, tôi sẽ giới thiệu phương pháp phân tích thừa số. Khi phân tích thừa số của phương trình bậc 2, x bình phương cộng 3x trừ 28 bằng 0, ta được mở ngoặc x cộng 7 đóng ngoặc, mở ngoặc x trừ 4 đóng ngoặc bằng 0. Biểu thức này đúng khi x cộng 7 bằng 0 hoặc x trừ 4 bằng 0. Nên nghiệm x là âm 7 và 4. Nếu bạn không nhớ ra cách phân tích thừa số, hãy sử dụng nhân chéo. Cùng ôn tập lại nhân chéo nào. Trước tiên, viết các số lần lượt theo thứ tự: hệ số bậc 2, hệ số bậc 0, hệ số bậc 1. Tiếp đến, xét phép nhân sao cho hệ số bậc 2 và hệ số bậc 0 là các nghiệm. Hệ số bậc 2 là 3, tương đương 1 nhân 3. Hệ số bậc 0 là âm 8, tương đương 2 nhân 4. Ta viết như trên. Tiếp theo, nhân số vừa viết theo đường chéo và viết lời giải trên hệ số bậc nhất như sau. Trường hợp này là 1 nhân âm 4 bằng âm 4, 3 nhân 2 bằng 6. Hãy chú ý tới số trên hệ số bậc 1. Nếu tổng các số này khớp với hệ số bậc 1, phép nhân chéo được thực hiện thành công. Nếu không khớp, xem lại phép nhân chéo của hệ số bậc 2 và hệ số bậc 0, hoặc thay đổi vị trí các số. Tiếp đến, phân tích thừa số đã nhân chéo. Ta có thể trình bày như thế này. Trong đó, phần thể hiện trong khung màu xanh lá cây đã khớp. Do đó, nghiệm của các phương trình bậc 2 này là x bằng 3/4 và âm 2. Tiếp đến là trường hợp sử dụng công thức giải. Công thức giải là công thức thể hiện rằng nghiệm của phương trình bậc 2 ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0 là x bằng âm b cộng trừ căn bậc 2 của bx bình phương trừ 4ac tất cả chia 2a. Đây là ví dụ thực tế sử dụng công thức giải trên. Sau đây, hãy làm một số bài luyện tập. Bài tập giải các phương trình sau.
Em hãy ấn nút tạm dừng để giải bài tập. Sau khi giải xong, hãy bấm nút tiếp tục và tích dấu tròn. Bài 3 và 4 là tìm bằng công thức giải. Câu trả lời cho 3 là x bằng 7 cộng trừ căn 37 tất cả chia 6 và 4 là x bằng âm 6 cộng trừ 5 nhân căn bậc 2 tất cả chia 6. Em đã trả lời đúng với đáp án chưa nào? Cuối cùng, hãy cùng ôn tập lại nội dung ngày hôm nay nhé. Để giải phương trình bậc 2, có thể dùng phương pháp phân tích thừa số. Ngoài ra, nếu không nghĩ ra phương pháp phân tích thừa số, có thể tiến hành phân tích thừa số bằng cách nhân chéo. Khi không thể phân tích thừa số, có thể giải bằng công thức giải. Công thức giải của phương trình bậc 2 là x bằng âm b cộng trừ căn bậc 2 của b bình phương trừ 4ac tất cả chia 2a. Đây là ví dụ tìm giá trị sử dụng công thức giải. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc.